Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bộ truyện Ito Sóng Gió Câu Trường tập 2. Tam quậy trổ tai. Chậc, sắp đấu giáo hữu rồi mà vẫn phải làm mấy cái chuyện đáng ghét này. Biết sao được, tới phiên mình trực nhật mà. Thôi, tập trung làm đi, còn ra sân sớm. Ủa, đến phụ tụi này hả? Chào, có việc quan trọng đấy. Đi đón trường Makura ư? Sao mà tớ phải làm việc đó chứ? Biết sao được, mà mới chúng ta thì bị đi là chuyện thường. Không hiểu Mao nghĩ sao nữa. Bọn tớ đã giành đường ở Tokoro Rawa đâu. Đến mặt mũi mấy tên Makura méo tròn ra sao tớ còn chưa biết. Sao không để dân bản địa như Vô Phúc đi có hơn không? Okichi là tiểu cát chứ không phải là Vô Phúc. Tớ muốn đi lắm nhưng còn mắc bậc tập bóng chăm dữ ha. Thì mà thôi, ráng tập cho tốt nhé. Bầy đặt. Mấy cậu đi đi, để tớ trực nốt cho. Lo cho sạch đấy. Nhờ cậu nhé. Muốn ra ga thì lên xe buýt số mấy nhỉ? Cứ thấy xe nào để ga Tokoro Rawa là lên thôi. Ừ ha. Quan trọng là lúc về ấy, cẩn thận chọn xe kèo về trễ. Giờ tụi mình ra sân bóng luôn thì phải. Vậy à? Hình như cạnh đó là sân tập của đội bóng chay. Chật, rồi bị đạn lạc thì toi. Chào, Ozawa. Đội của cậu tới rồi à? Ủa, cô cậu bị sao thế? Nói ra thì xấu hổ, tôi vừa bị tai nạn. Vậy sao? Có vẻ nặng nhỉ? Tôi cũng vừa bị xe tải đụng như hư xe. Đành phải mua chiếc xe mới. Ông anh còn có nghề tay trái để bù đắp. Chứ với đồng lương bèo bọt của tôi thì... Cha mẹ ơi! Coi chừng cái cổ. À, giới thiệu luôn, đây là trợ lý mới của tôi. Tôi là Sato Yoshiho, giáo viên mới của môn bóng đá. Bộ tận thế rồi hay sao mà phải tuyển cái tên này? Hình như Sanja bên đội ông anh đi dự tuyển U18 chưa về. Cậu ấy chắc mai mốt mới về. Tiếc thật. Vậy là bức tường mê hô đã trống một lỗ to tướng rồi. Quái, sao chả thấy mống nào? Nãy giờ chẳng thấy đoàn người nào đi qua. Đi về thì lên xe số... Quải quá. Đi đâu vậy tóc đỏ? Chơi game. Cần gì phải đủ 3 người ngồi chờ? Em Cao kêu, có gì ới một tiếng nha. Chơi gì kỳ vậy? Sao chỉ mình tớ phải chờ chứ? Bộp 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 bộp. Hôm nay mê hồ vắng xa gian rồi. Đỡ quá. Nhưng Oishi, Shirakawa và Mao cũng không dễ bắt lạt đâu. Dẫu sao hàng phòng ngự của họ cũng hồng một lỗ lớn. Cho nên mục tiêu của hàng tiền đạo hôm nay là ghi ít nhất 3 bàn. Với thực lực các cậu thì yêu cầu này đâu có gì quá đáng. Còn nếu cần sự hỗ trợ từ tuyến dưới thì Ikezo, nhà kiến thiết, sẽ đưa các cậu tới thành công. Thầy dạy rất phải, xin cứ tin ở em. Có nghe thấy gì không? Ông ta đòi ghi vào lưới tụi mình ít nhất 3 bàn. Tớ đâu có điếc. Rõ là cái đồ hàng ngoại khó ưa. Úi, không phải hàng ngoại mà là hàng hiệu. Cộp cộp.
Có cần tôi chứng minh không? Ui, dạ không ạ. Áo này là hàng Armani, giày Calvin Klein. Còn đây là vết tích trên đồng hồ Rolex. Và lỡ chưa trả hết. Than ôi, hãi hùng quá. Cha này bệnh nặng rồi. Có ai thấy bộ ba kia đâu không? Hỏi Ito ạ, đến giờ vẫn chưa thấy. Kokichi, cậu học cùng lớp với họ mà, có thấy không? Hơ, dạ em bận trực trực nhật nên không rõ. Ồ, tụi nó còn đang chờ mốc ở ga kìa. Nếu chung ở đây thì làm sao mình được ra sân chứ? Chắc lại tới trễ rồi. Rõ vô kỷ luật. Ngày quan trọng thế mà. Thầy ơi, tổ trọng tài tới rồi. Hết trận, nhớ đãi tụi em lẩu dê như đã hứa thầy nhé. À, tất nhiên. Không thể vì ba tên ấy mà lùi giờ thi đấu được. Được rồi, bắt đầu đi. Chiến thắng. Trận giao hữu giữa trường Meho và trường Makura bắt đầu. Tôi là Totsuka, cựu học sinh trường Meho, sinh viên đại học thể dục thể thao. Tôi sẽ là trọng tài trận đấu này. Ai có ý kiến thắc mắc mời bước lên trước. Trận đấu bắt đầu. Giao bóng đi. Sao cao kêu vẫn chưa gọi nhỉ? Ủa, nhòm nhóc nhép. Quả đầu xì tin nhỉ, còn đỡ hơn mi. Cái gì? Biến ngay trước khi ta nổi giận. Dám giỡn mặt với anh à? Nhìn kỹ mặt hàng đi. Biết anh mày là dân trường Makura không? Cái gì? Trường Makura hả? Cha mẹ ơi, hắn có đồng bọn. Tưởng xưng danh thì hắn ta sợ ai dè. Makura có xa lắm không? Úi úi, từ từ, đừng kéo tay. Đi tàu hết bao nhiêu phút? Sao phải đi tàu? Đi xe buýt có 10 phút thôi mà. Hả? Không cần tàu. Vậy sao tụi này phải ra ga đón chứ? Sao tôi biết được? Nhớ lại thì thái độ của Kokichi, tớ hiểu rồi. Hắn muốn loại tụi mình khỏi trận đấu tập huấn đây mà. Khà khà. Hắn sợ tụi mình có mặt thì hắn sẽ không được ra sân. Về mau tóc đỏ. Úi, đại ca xin tha cho em. Ai là đại ca Mỹ? Dạ, đại ca đầu xì tin. Kia rồi. Xin chào. Sao đến muộn thế? Xe buýt cũng vừa tới. Xin nhanh chân lên ạ. Ok, phiền cậu quá. Cao kêu, ta về thôi. Ừ, mau lên, xe sắp chạy rồi. Kịp rồi. May quá, tớ đang tính đi gọi. Đây là đội trường Makura. Cái gì? Sao cơ? Lộn rồi cao kêu. Họ mặc võ phục judo. Hả? Bóng lại bị cắt rồi. Chết tiệt. Vừa định dâng lên tấn công. Bực ghê. Bên họ phòng thủ rắn quá. Không đi bóng qua nổi. Đội Makura hôm nay tập chơi phòng thủ hay sao ấy? Đó là lối chơi phòng ngự phản công phổ biến ở châu Âu. Bóng đã tấn công giờ lỗi thời rồi. Muốn không thua thì trước hết là không thể để bị ghi bàn. Bụp. Và những cơ hội ít ỏi sẽ được hai tiền đạo cắm ở phía trên biến thành bàn thắng. Bụp. Đừng hòng. Cơ hội 10-10 thế mà. Cứ bình tĩnh, cần gì phải nóng vội.
vấn đề chỉ là thời gian. Các cậu làm cho gì thế? Lên bóng kiểu rùa bò à? Đội trưởng bắt đầu nóng mặt rồi. Thì tại đội mình đã có cơ hội nào đâu. Cậu Ozawa này, cứ giữ mãi lối đá cứng nhắc đấy. Bóng đá gì mà cứ thủ cứng rồi cậu bổng lên trên. Phải cố gắng ghi được bàn thắng trước. Khi đó chỉ với hai tiền đạo cắm, Makura sẽ khó lấy lại thế cân bằng, và họ sẽ phải ngừng cái trò cù nhầy này thôi. Oishi, dâng lên nào, ổ trận tấn công đi. Dáng nhé Oishi. Hắn cứ biết thế. Cứ thử đi. Lúc đó hàng thủ của Meho sẽ mỏng hơn bánh tráng. Ôi trời, lại mất bóng rồi. Quay về mõ xi. Rõ dấm dở. Phải cản hắn cho đến khi Oishi về kịp. Phốc. Hề. Hớ. Toi bị lừa tinh rồi. Xoạt. Chết. Hàng thủ chỉ còn hai người thôi. Bóng đến chân Yamazaki rồi. Tốt lắm. Góc sút 45 độ. Rất thuận lợi. Ây da. Vèo. Bình. Ôi trời. Hô hô. Vậy là bỏ túi một bàn. Sút đẹp lắm. Ờ. Đẹp lắm. Đẹp quá xa. Thầy sốc quá nên mát rồi ạ. Chỉ mình Kano ở giữa sân có vẻ không ổn. Phải tăng cường thêm ai đó. Thầy để em cho. Hồi cấp 2 em chạy còn nhanh hơn mấy cậu trong nhóm điền kinh đấy ạ. Ây da, gay rồi đấy. Neju vẫn chưa tới à? Ai đó tìm cậu ta về đây mau. Cổng cốc trường Meho. Ừ. Tôi đã giải thích và xin lỗi rồi mà. Chỉ vậy thôi sao? Giỡn mặt hả? Tụi này muốn tới Makura đấu giao hữu, dắt tới đây làm khỉ gì? Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Bọn tôi cũng nào biết trường Makura ở đâu. Có vẻ căng thẳng rồi. Ừ. Tớ thấy tim đập rộn ràng dưới đây này. Các người tính đem con bỏ chợ à? Đừng hòng. Dẫn bọn này tới trường Makura mau. Đã bảo tôi không biết. Ngu hay cố tình không hiểu vậy? Bọn này phải vào sân đấu bây giờ. Đi thôi. Nói đi là đi. Dễ vậy sao? Đừng có động tay vào người ta. Phèo binh. Trời. Có thế chứ. Tính chơi thật hả lông đỏ? Xoạt. Ai chả. Thật chứ đùa à? Vột. Tóc đỏ, để tớ giúp cậu một chân. Còn tớ xin phép đừng nhìn thôi. Cũng tại mày kéo tao lên xe chứ ai. Úi xì tốt nha. Tới gần nữa là. Là sao à? Là tôi không chịu trách nhiệm với nhan sắc của anh đâu nhé. Vô. Dầm. Quẹ. Lũ khốn. Đuổi bầy tới số rồi. Thú vị rồi đấy. Thú vị cái búa. Giặc rối to thì có. Có ẩu đả ở bên xe buýt. Sao? Mau ra xem thế nào đi. Hình như có học sinh trường mình thì phải. Cái gì mà ồn thế? Chắc là cô cái chi. Ra xem chuyện gì đi. Em ấy ạ. Nhưng mà còn trận đấu. Không cần phải lo. Đi xem đi. Nè, chỗ ngồi cạnh huấn luyện viên tớ xí rồi đó. Cò cưa ông già này khó ghê. Liệu còn cách gì hay hơn không nhỉ? Có chuyện gì mà người bu như kiến thế này? Mà sao im lặng thế nhỉ? Xin lỗi, làm ơn cho tôi vô coi chút. Hả? Có nặng tay quá không nhỉ? Ai bảo họ tập võ mà khoái gây cổ. Đáng đời. Đầu dây mới nhớ, chỉ tại cái tên Vô Phúc
xỏ lại mà ra. Hộc hộc. Oh my god. Là à, tên khốn vô phúc, bọn ta tìm được ngươi rồi. Bớ người ta, tránh được cho tôi chạy với. Tên khốn, đứng lại mau, bọn ta sẽ xé xác ngươi làm bò nhũ. Rầm rập. Học Trương Chí Minh đó, gã luôn áo trắng chắc như xương mất. Xoạt. Ghét thật. Khi được bàn xong, họ còn phòng thủ chặt hơn, gần hết hiệp một rồi. Yashiro thì đã bị kem chặt, Nakao cũng vậy. Chỉ có thể trông cậy vào Oishi lên tham gia tấn công thôi. Bịch bịch. Bước chạy càng lúc càng nhanh, chắc cậu ta hiểu ý mình. Bộp, úi mẹ ơi, gì vậy, bị chết xấu à? Bộp à. Đứng lại, tên xảo trá. Phe này tao cho mị thành bò khô. Vèo. Bơ người ta. Help me. Tóm được mày rồi. Bộp. Quê. Này thì lừa này, này thì đảo này. Bớ người ta, cứu mạng dùm. Binh bốp, binh binh bốp. Hay lắm luôn. Để tôi giúp cậu một tay chân. Hơ, vậy là sao? Này, các cậu làm trò gì thế? Bốp bốp. Buông ra, để tôi xử tên khốn này. Đừng đánh nữa. Ôi trời. Là ừ. Tóm được ngươi rồi. Ai cứu? Hả? Biêu rồi. Là ổng. Dừng lại thầy ơi. Cậu ấy ngạt thở mất. Thế này xá gì với nỗi khổ về cái khoản nợ kếch xù của tôi chứ. Ôi, bớ thầy Ozawa, xin dừng tay. Chuyện quái quỷ gì thế này? Ai mà thấu. Tôi ngừng đồng hồ được chưa? Không ai để ý à? Thôi, cứ tạm ngắt vậy nhé. Đại ca, có quả đầu đẹp quá. Anh biết rồi, chú không phải vẫy đuôi. Bình tĩnh lại thầy ơi. Xin đừng quá xúc động. Xin lỗi, chẳng qua là... Vậy là thầy bình tĩnh lại rồi hả? À, thằng kêu chết tiệt. Cả mi cũng ở đây hả? Bình tĩnh thầy ơi. Chú ơi, ông ta vẫn chưa hết điên sao? Lào quá quá quá. Rắc. Tiếng gì ghê quá. Ông ta hóa đá rồi hay sao vậy? Cứu. Ai cứu? Cái cổ tôi. Thầy đỡ chưa ạ? Ra nghỉ đi thầy. Để em đỡ cổ cho. Hú hồn hú vía. Hồn vía gì? Các cậu đã gây ra chuyện gì thế? Dạ. À mà. Thôi chết. Mặt cậu luôn toàn là trắng rồi. Tình lại nhóc luôn ơi. Hú hú. Tí là cục cục. Đi chầu Diêm Vương. Hóa ra cái ông hôm đó là huấn luyện viên trưởng Makura sao? Tiền đâu mà đền ông bây giờ? Đền cái búa. Tự ông gây tai nạn chứ không phải mình đâu. Thế còn cái mái nhà? Mái nhà? Ờ nhỉ. Sao các cậu còn phá sập mái nhà người ta nữa à? Đang không một à? Sao lại để bị dẫn bàn sớm thế? Ra rồi hả? Chọn áo đấu rồi chờ đó nhé. Lịch bịch. Ủa, MC số 12 nhé. Tôi có bảo cậu đâu. Thôi cũng được. Xem nào, còn những số nào vậy? À, số 15 đây rồi. Đúng số mình thích. Không còn số 10 à? Chậc, chịu thôi. Số 9 yêu thích của tớ cũng không còn. Đành vậy. Cầu thủ dự bị mà. Hóa ra chỉ có mình và cô Kichi là bằng lòng với những số tầm thường này sao? Ghét thật. Tiếc quá. Tài năng cơ tử phải mang áo số 1 mới xứng tầm chứ. Trời,
Cái gì? Cậu muốn làm thủ môn à? Cả ba khởi động đi. Rõ. Cao kêu, lấy bóng nhé. Yes sir. Khỏi cần thấy hơi. Nhờ đuổi bắt cô Kichi mà tụi em giảm cân giãn cốt rồi. Đánh lộn và thể thao là hai khía cạnh khác nhau. Nghiêm túc vào. Dạ vâng, thì nghiêm. Rõ là lý sự của kẻ lười. Bụp. Dỗi hơi thật. Chưa mặt ra đây làm gì? Ta muốn khởi động. Bộ có ý kiến hả? Thôi bỏ qua đi. Để cậu ấy tập trung cũng được mà. Ô, Han Yu quả là hiền lành tử tế. Ai như hai tên này? Lêu lêu. Ai cần mình nhận xét? Cái đồ lừa bạn phản thây. Đó nè, cô Kichi. Bụp, sẵn sàng. Úi. Chí Tổ Phương Chân bận cẳng. Lỡ chân chút thôi mà. Yamazaki, ba tiền đó xuất hiện rồi. Chắc họ sẽ được tung vào để tăng cường hàng tấn công đấy. Càng tốt. Như thế càng thủ của họ sẽ càng mỏng. Mà cũng mới qua nửa hiệp một, chắc chỉ một tên vào sân thôi. Ui cha, xoạt. Có bóng rồi. Tiếp nào Ishi. Ok. Tức thật. Chưa gì đã bị chặn lại rồi. Bao giờ mới tới được gần cầu môn đấy. Mấy con rùa đau bại, không giữ bóng lâu hơn được hả? Đội trưởng, nhà mình sắp lên cơn rồi. Cứ là này, lại là nổi máu, chém đinh chặt sắt cho mà xem. Nói thẳng là chơi thô bạo đi cho xong. Là IC, cậu ta có bóng rồi. Lại một phen chật vật nữa rồi. Chật vật khỉ mốc. Xem sức mạnh của lão phu đây. Tớ cá là cậu IC đó sắp mềm xương. Tớ cũng rứa. Ai cũng chọn kèo trên thì cá cược kiểu gì? Ngon thì nhào vô kiếm sẹo đi cu. Cái đồ nhà quê Kansai. Có vẻ sắp vui rồi đấy. Này, Mao, quê ở Kansai à? Ở mé Osaka. Gần đây mới sát nhập với Torokozawa. Lại lửa rồi. Hễ bị dẫn trước là lại lâm vào cảnh này. Có ra đẹp cũng khó lòng vươn tới G-League. Mà gặp đối thủ chịu chơi xấu thì có khi thua mất mặt đấy chứ. Bình tĩnh nào. Mau. Mới hết nửa hiệp một thôi mà. Hãy xem đi. Lại lờ đi rồi. Hết nói nổi. Kiểu này lại như mọi khi thôi. Quýt này. Nữa này. Thêm nữa này. Quay. Anh hùng lắm. Xứng đáng là hậu bối của ta. Trọng tài kiểu gì vậy? Eo ơi, thế mà cậu ta vẫn dáng giữ bóng kìa. Tốt quá. Yamazaki tự do rồi. Ừ, đón bóng đi Yamazaki. Tối rồi. Mèo. Nguy. Bóng lọt qua rồi. Hỏng rồi. Hậu vệ bị Yamazaki cho leo cây hết rồi. Nhận thêm bàn nữa nè. Mấy con rùa đau bại. Phốc. Việt vị. What? Hả? Là sao? Là việt vị chứ sao? Ai ý kiến? Mời ra đây nói chuyện. Ngạc nhiên chưa? Tưởng bọn này để các cậu tung hoành mãi chắc. Bị lừa một vố. Ức quá. Uổng công tớ chịu tra tấn cái quay hàm. Quả là hàng phòng ngự của Meho. Không dễ chơi chút nào. Đúng là chẳng có tí hy vọng gì vào mấy ông anh này được rồi. Khung thành gặp nguy hiểm mà cứ đứng ì ra đây. Trời. Phát ngôn. Cái gì ngớ ngẩn thế? Kiến thức cơ bản mà cậu cũng không biết sao? Hả? Biết chứ. Tớ biết mà. Cái mà tóm lại là liệt vị à? Là việt vị. Việt vị. Đó ông thần.
quả là một cầu thủ đặc biệt. Và mình phải chung chơi cùng người đặc biệt này sao? Nào, ra sân đi. Đội Meho xin thay người. Sẵn sàng. Vụt. Có mặt, em sẵn sàng rồi ạ. Hừ, cái thứ mặt trơ chán bóng, đèo bóng này con. Úi da, bụp bụp. Số 13, Lê Du vào thay số 7, Phú Nam Mô Tô. Sẵn sàng. Ê, chỉ thay một người thôi à? Còn tụi em? Đó là chiến thuật. Nguyễn thắc mắc. Nghèo mà ham. Khoái cười lắm ạ. Bình. Này thì cười này. Cứu mạng huấn luyện viên ơi. Đưa thêm trung vệ vào à? Định dùng con bài này để cải thiện tình hình khu vực giữa sân sao? Để xem cậu ta làm ăn ra sao nhé. Có cơ hội là lã ngay nhé. Vâng, cái đó thầy khỏi nhắc. Một cái nghén không làm nổi mùa xuân đâu. Lo mà phòng thủ đi tóc đỏ ơi. Ngậm. Đứng đó mà xem tớ thể hiện bản lĩnh đây. Hù, gáy go rồi. Cứ đà này chẳng mấy chốc là mình tuột ghế chính thức mất. Ủa, xoay xoay. Định đảo chính à? Bình quẹ. Đường tới vị trí chính thức. Danh sách kỳ đã cản mũi. Ito, Han Yu, Lê Du, Phu Namoto, Kano đang lên bóng kìa. Cậu ta là chủ công đấy, kèm chặt vào. Khí thật, họ thủ chắc như bê tông. Chực. Ô, di chuyển hay lắm. Xoạt, ngon thì vô đấy. Khỏi thách. Úi, chỗ tai đi nào Lê Du. Bụp. Vèo. Bụp. Ô, tóc đỏ có bóng rồi kìa. Tên lính mới dẫn bóng kìa. Cẩn thận, đừng để hắn có một cơ hội nào. Dừng lại đây được rồi, lính mới à. Hả? Giỏi lắm, qua được một tên rồi. Hả? Dứt điểm luôn hả? Hây, xoạt. Bụp. Xoạt. Xem đây. Vào. Dầu chỉ tưởng bở, định ghi bàn từ khoảng cách đó sao? Thật điên rồ. Này, Yashiro, lên đi. Làm chi? Lên mà phối hợp chứ làm gì nữa. À, bị lừa tình cả đám rồi. Hắn không có ý định sút đâu. Chết rồi, không ai kèm tên số 9 cả. Hóa ra là đường truyền cho mình sao? Hey. Vụt. Ôi, hụt mất rồi. Pha bóng nguy hiểm quá. Ghét thật. Phải chú ý tới tóc đỏ nhiều hơn một chút. Tức chà chà là tức. Cơ hội 10-10 thế mà. Chà, hai cậu kia cũng hiểu ý Lê Du à. Ha, tốt lắm. Đàn anh gì mà thiếu thông minh quá. Nói cái gì hả? Quá xa rồi. Thôi mà, Yashiro chuyền bóng đẹp lắm. Bụp bụp. Nếu không phải do tiền đạo Meho thiếu quyết đoán thì đã có bàn thắng rồi. Có thể chuyền bóng sắc sảo như vậy, quả là không thể coi thường. Khá lắm. Cậu là tân binh mà trình độ chẳng thua gì bọn này cả. Vớ vẩn. Tài ta hơn cậu là cái chắc. Sao vậy Ikezo? Người ta đã thực tâm khen ngợi mà hắn dám cái đồ vênh vào đáng ghét. Tớ ghét nhất là hạng người đó. Chờ đấy, ta sẽ chơi người đến cùng. Ui, nhìn mà xem, mặt Ikezo sầm lại kìa. Tài họa sắp ập xuống rồi. Bụp. Ikezo có bóng kìa. Xông lên đi Lê Du. Sẽ chuyển ngay thôi mà. Làm sao dám đối đầu với ta. Xoạt. Biệt ngay mà.
Soạt. Hả? Đồ lừa đảo. Trời ạ. Đã bảo không được chủ quan cơ mà. Ngon thì đứng lại coi. Chán thế tóc đỏ. Coi chừng hiệp sau bị thay ra đó. Im đi cho tớ nhờ. Chắc ai mà ngờ lại hắn qua mặt vậy chứ. Kịch. Hử? Chắc lên tấn công thế nào đây? Hàng phòng ngự của Mê Hồ khó nhằn lắm. Quá xa rồi. Hắn chẳng coi mình ra gì cả. Đừng hòng tấn công tiếp. Ồ, vẫn đuổi theo à? Mất bóng này. Có chí khí, nhưng cũng chỉ thế thôi. Y kẻ dâu bắt đầu trả đũa kia. Cậu tóc đỏ có vẻ mất bình tĩnh rồi. Không lấy đổi bóng từ chân gã hợm hĩnh đó hả tóc đỏ? Tệ quá. Cả mi nữa thằng lùn. Cứ vào sân đi rồi sẽ biết. Đứng lại. Khổ thân Lê Du quá. Lên giúp cậu ấy đi, Shirakawa. Ây, vội gì chứ. Cứ để tóc đỏ thể hiện một lát đã. Huých vai đây tóc đỏ. Thằng công tử đó không chịu nổi một huých đâu. Vó tay rồi. Chưa trong mặt à? Xoạt. Xem ra cậu có khả năng múa ba lê hơn là đá bóng đấy. Cứ chờ đấy, rồi ngươi sẽ phải hối hận vì dám chọc quê ta. Vậy à? Định giờ cho gì? Thế hải lính mới muốn xem hả? Hây, để xem ngươi còn ba hoa được nữa không. Bốp. Xoạt. Ôi, ai chả. Dạ. Xoạt. Ồ, cũng khá đấy chứ. Y kè sâu bị cậu ta làm mất thăng bằng rồi kìa. Người. Xoạt. Úi ra. Kịch. Còn lâu ta mới chịu thua nhé. Xoạt xoạt. Vậy sao? Thế thì tiếp tục nào. Khốn kiếp. Chật. Dù sao trình độ y kè sâu vẫn khá hơn. Hô hô hô. Chia buồn nhé, lính mới. Trình độ của cậu hóa ra cũng chả hơn gì mấy nhóc tì chơi bóng nhựa. Đồ sỏ lá, coi thường ta hả? Có câu cười người chớ vội cười lâu, gã hợm hĩnh ạ. Thôi xong, Lê Du điên lên rồi. Xoạt. Quậy. Bốp. À. Thế nào, biết sợ chưa hả? Sực láo, vinh vào. Đúng là hạng mình ghét nhất. Thẻ vàng cho số 13 của đội Mê Hồ. Cái gì? Chỉ thẻ vàng thôi sao? Ai ý kiến? Mới bước lên phía trước. Thôi, ráng nhịn đi. Đúng là cựu học sinh của Mê Hồ có khác. Xin lỗi huấn luyện viên, có việc này. Chuyện gì thế? Mỗi hiệp đấu 45 phút phải không ạ? Đúng vậy. Nhưng bóng đá cấp phổ thông thì chỉ khoảng 40 phút thôi. Thôi chết. Vậy là lỗ mất 3 phút rồi. Trời ơi. Quá 3 phút à? Không sao. Đỡ một công đá phạt. Tuyết tuyết. Hết hiệp 1. Tất cả nghỉ giải lao. Các cậu tấn công kiểu gì vậy? Suốt 40 phút mà không ghi được bàn nào. Thà cho tên sút 10 được 1 kia vào sân còn hơn. Chật. Tôi định 10 phút đầu hiệp 2 vẫn giữ đội hình này. Nhưng e là không ổn rồi. Ito, Hanju, chuẩn bị vào sân đi. Yeah. Ngon. Được vào sân rồi. Đối tượng tiếp theo là Yasuo. Dẹp ngay cái trò này đi. Bốp. Oe. Ikezo ổn chứ? Ừ. Chỉ tại cậu thích đùa dai thôi. Đây là đấu giao hữu nên tôi cho cậu qua. Nhưng còn lần sau thì liệu hồn đó. Vâng, thưa huấn luyện viên. Được rồi, hiệp sau chúng ta vẫn giữ nguyên đội hình. Hàng tiền đạo có nhiệm vụ ghi thêm tối thiểu 2 bàn nữa, rõ chưa? Rõ. Ủa, hình như phía Mê Hồ thay người.
Chắc họ sẽ tăng cường hàng công. Ừ, là hai tên phá hoại đó à? Ừ. Tiến lên nào, cao kêu, cho bọn chúng thấy thế nào là bản lĩnh anh tài mê hộ. Yeah. Nhìn ngứa mắt. Cao kêu à, cố gắng biểu hiện để trở thành cầu thủ chính thức nhé. Dĩ nhiên. Biểu diễn à? Đầu tiên là làm hỏng mái nhà, sau đó là hỏng cái đồng hồ Rolex cục, rồi tan nát đời xe của ta. Mà giờ chúng mày còn muốn biểu diễn hả? Hết giờ giải lao rồi, hiệp sau cứ giữ đội hình nhé. Yes sir. Bịch bịch. Khoan, tất cả tập trung lại đây. Sao ạ? Thầy vừa bảo cứ giữ nguyên đội hình còn gì. Tôi đã nói hết đâu. Tất cả nghe đây. Trận đấu này tôi sẽ áp dụng chế độ phạt tiền. Phạt tiền? Thầy đùa hả? Đùa cớt gì? Cứ mỗi bàn mà mấy tên lính mới ghi được, các cậu sẽ bị phạt 1.000 yên. Rõ chưa? Hả? 1.000 yên cho một bàn thắng? Từng ấy tiền đào đâu ra chứ? Sao lần này cao dữ vậy? Không nhiều lời. Tôi không quen dẫn dắt một đội bóng run sợ trước mấy tên nhóc cấp 2 miệng còn hôi sữa. Quẹ cái cổ của tôi. Tại thầy hét to quá đó mà. Chiến thuật vẫn là phòng thủ chặt, phản công nhanh như hiệp 1. Nếu thực hiện tốt thì không có chuyện để thủng lưới đâu. Còn với hàng tiền đạo, mục tiêu là phải ghi 3 bàn. Nếu không hoàn thành thì cứ móc 1.000 yên một bàn nhé. Trời, vậy tức là tụi em đang bị âm 2.000 yên. Chết rồi, tiền tiêu vặt cả tháng của mình có 1.000 yên đào đâu ra bây giờ? Trung vệ và tiền vệ cũng vậy. Phải làm sao để đội ta thắng 3-0? Nếu vậy lỡ không được thì tụi em cũng phải đóng 3.000 yên ư? Bất công quá thầy ơi. Khu vực giữa sân cũng có vai trò lớn, vì thế cũng phải chịu trách nhiệm chung. Sao hôm nay thầy hắc thế nhỉ? Dã man quá. Ishi này, gì thế? Yamazaki, cậu được bao nhiêu tiền mỗi tháng? Nhà tôi không khá giả nên cũng chỉ được 6.000 yên thôi. Những 6.000 yên cơ á? Không ngờ mình nghèo đến thế. Thế cậu được bao nhiêu? Hả? Làm sao trả lời là 1.000 yên được chứ? Còn gì là thể diện? Cậu muốn biết à? Cậu nhất định muốn biết sao? Ê ê, thôi 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 khỏi. Vì miếng cơm manh áo, nhất định mình phải ghi được 2 bàn nữa. Ớn quá. Yamazaki ơi. Bọn trẻ bây giờ hễ mở miệng là lại tiền tiền. Có làm thế này mới kích thích được chúng. Phải cho 3 tên ôn dịch kia biết sự khắc nghiệt của bóng đá bậc phổ thông. Rắc. Ué, cổ tôi. Trời, cổ thấy béo đi kìa. Chẳng ra làm sao cả. Bị ghi 1 bàn là 1.000 yên vỗ cánh bay xa. Sao mặt mũi họ căng thẳng quá vậy? Đang dẫn trước cơ mà. Có chuyện gì xảy ra trong giờ giải lao thế? Chắc là họ sợ mình đó. Phải rồi, họ tập trung vậy mà mình vẫn ghi được bàn thì mới tỏ ra đẳng cấp chứ. Đúng là một cặp dầu trí tưởng bở. Giao trọng trách cho họ liệu có ổn không nhỉ? Mình muốn được vào sân quá. Cũng là tân binh mà sao lại bất công thế này? Chật, ông ta chẳng thèm liếc mắt. Phải xài độc chiêu thôi. Hiệp 2 bắt đầu.
đội mê hô phát bóng. Khỉ gì thế? Dẹp ngay. Phải đưa Kokichi vào sân. Đưa Kokichi vào sân. Ito, Hanyu, hai cậu lên đi. Kéo giãn hàng phòng ngự của Makura ra. Yên tâm. Sở trường của tớ mà nghĩ. Phụ trách truyền bóng cho cặp tiền đạo đó là Kano à? Hay là tên tóc đỏ? Chỉ cần khóa chân họ là hai tên tiền đạo bù nhìn thôi. Suzuki, lo chăm sóc tên tóc đỏ để tớ xử lý Kano số 10. Ok. Làng vàng lại đây làm gì thế? Xê ra. Kệ ta. Còn lâu ta mới để tuột 1000 yên. Chết, hắn qua được rồi. Ồ, ý cái dâu đó à? Chà, chăm sóc tớ chu đáo quá nhỉ. Chán trêu chọc tân binh rồi à? Nhiều lý do lắm bồ ơi. Nhưng vắn tắt là tớ muốn mau chóng bỏ túi thêm 2 bàn. Ồ, gió thay chiều rồi à? Bàn nãy thủ kỹ lắm mà, sao giờ lại vội tấn công thế? Đừng hiểu lầm, tụi này vẫn chơi tập trung phòng thủ. Nhưng khác với Meho là chúng tôi có khả năng ghi bàn. Xoạt. Ai chà, dễ thoát thế sao? Binh. Oạch. Khác hẳn lúc tranh bóng với mình hồi nãy. Rõ là hắn muốn vơn mình mà. Có vẻ tốn sức gì. Chỉ tiếc là binh binh bốp. Nhọc lòng mà chẳng lên công cán gì. Anh Kano siêu thật. Bị đẩy thế mà vẫn trụ vững kìa. Chắc không đó. Này, Kano trông thế mà lì đòn ghê nhỉ. Ừ, công nhận. Nhưng phe này cậu ấy sẽ mệt đây. Thì đối thủ lấy cái dâu mà. Một cầu thủ lớn là phải giữ kín được những toan tính của mình. Trong hoàn cảnh nào cũng không được để đối phương đọc vĩ. Giá mà Kano giữ được nụ cười bí hiểm hơn. Chứ cười méo sạch thế kia thì đã ngứa, đã ngứa. Biệt ngay mà. Thế kia thì lừa được ai? Nhìn mà thấy ớn. Hết nói. Tạm biệt nhé, bóng ơi. Ê, định truyền hả? Rất tiếc, tớ không thể cù dây với bồ được nữa. Đừng có hòng, doạt. Bụp, ai ra? Vụt, mình xin. Sỏ lá. Tiếc ghê ha. Ôi, mất bóng rồi. Xoạt. Ờ, quả là tiếc thật. Uổng công cậu quá nhỉ. Đứng lại đã. Ý si có bóng kia. Chỉ còn 2 bàn. 2 bàn thôi. Đón đây nè, Yamazaki. Nguy hiểm. Bóng treo vào khu vực cấm địa rồi. Hắn thấy mình lùn lên cố tình chơi sỏ đây. Kagari không đủ cao để đấm bóng đâu. Shirikawa, Oshi, nhiệm vụ của các cậu đó. Biết mà. À, muộn rồi, mấy chú lùn ơi. Còn khuya, ui, chưa chắc đâu. Hừ. Cũng đau đấy. Nhưng làm sao bằng. Nỗi đau nếu bị mất 2000 yên chứ. Phục, véo. Bụp, thôi chết. Bình. Teo rồi. Yeah. Giữ lại được 1000 yên rồi. Chỉ còn 1 bàn nữa thôi. Yamazaki không hổ danh là tay săn bàn số 1 của tỉnh này. Vừa rồi đẹp đến mức chỉ có thể khen ngợi thôi. Sao nhanh dữ vậy? Mình còn chưa được chạm bóng nữa. Cứ thế này thì mãn đời cũng không có cơ hội. Cao kêu. Tóc đỏ, lại đây. Có gì mà úp mở thế? Hồi ý chút. Sao? Ba đứa mình tự tổ chức tấn công à? Đúng. Chả lẽ cứ ngồi chờ sung dụng mãi. Hay đấy. Dựa vào mấy ông kia thì đến bao giờ mới có bóng?
quyết định vậy đi. Cứ thế mà làm. What the hell? Chỉ giỏi hô khẩu hiệu. Bộ ba đó định bày trò gì đây? Lên đi tóc đỏ. Khỏi nhắc. Hụt. Chà, định tự đột phá à? Cũng hay đấy. Để xem. Mấy trò lố của tụi lính mới thì đáng gì? Vô hiệu hóa cano là bọn họ chẳng làm được gì đâu. Gã tóc đỏ tới kìa. Để tớ lo cho. Cẩn thận, hắn dùng kiểu xảo đó. Tuổi tí. Định đối đầu trực diện à? Xin lỗi, ta đây chẳng ham. Xoạt. Bóng này luôn ơi, làm cho ngon lành nhé. Vèo. Quái quỷ gì vậy? Mình lại để một tên lính mới qua mặt sao? Tốt đấy tóc đỏ. Coi chừng, gã luôn có bóng rồi kìa. Giữ lại mau. Anh thách. Rồi thì thử đi. Khỏi thách. Người khói nhé bé. Tên lùn khôn khiếp. Nhớ mặt ta nhé. Gã lùn nhanh khiếp. Hình như hắn lắp motor vào đít hay sao ấy. Chặn hắn lại mau. Đừng đó mà khen. Quả là cặp chân đó lên tận dụng. Em cũng vậy. Bình tĩnh lại. Đừng nóng vội. Lập tức tạo hàng rào chắn trước vạch 16m50. Rõ. Hàn Du cũng đang thoát xuống. Có thể chuyển hướng tấn công rồi. Nhóc luôn, truyền bóng cho Hàn Du đi. Truyền vượt rào phòng thủ ấy. Nguy. Không kịp rồi. Ôi dào, chỉ vẽ chuyện. Để tớ dẫn bóng qua nốt hai tên này cho gọn. Trời ạ. Đấy, chẳng hiểu hai tuần qua cậu ta tập cái gì. Đã mà chẳng thèm quan sát xung quanh gì cả. Hắn ta định đột phá đó. Lao lên phá bóng đi. Xong ngay. Thèm bóng nắm hả? Tặng nè. Bụp. Úi. Xoạt. Tên lụt xảo chá. Tưởng ta thua hả? Cho mi thành bánh tráng này. Bịch que. Hô hô. Muốn hại ta hả? Không được đâu sói ạ. À. Khung thành rộng lớn ngay trước mặt ta. Ê. Phúc. Stop. Ở đây nhé chú lùn. Mờ đi cưng. Úi. Cáo kêu. Phần còn lại cậu lo lốt nhé. Thôi xong. Bụp. Bèo. Gã lùn khốn khiếp. Giữ gã số 14 lại đó. Phá bóng đáng giá 1.000 yên đấy. Đừng để hắn sút. Xề hết ra nào. Mấy con rùa đau bại. Tình thế khó khăn đấy. Xem cậu ta xử lý ra sao. Hồi cấp 2 có trận mình sút đến 30 quả nhưng chẳng mấy khi thành công. Lãng phí bao nhiêu cơ hội chỉ tại không chịu chỉnh hướng bóng. Đừng hòng cản đứng ta. Lần này nhất định phải vào. Xoạt. Xoè. Thôi rồi, lượm ơi. Ghê quá. Bóng rít như đạn xé vậy. Thôi xong. Dùm. Rắc, rắc. Bịch. Bụp, bụp. Ha. À. Gãy, gãy cành cây rồi. Tài ghê ha. Cự ly đó mà cũng rút ra ngoài được. Cùng thành trống hoác rồi. Cần gì phải sút hết sức thế chứ. Ờ thì tớ phải giải quyết trong tích tắc nên. Trời ơi. Không hiểu hai tuần qua cậu ta tập cái gì nữa. Vậy mà kêu là nâng được tỷ lệ thành công lên 80%. May quá. Suýt nữa thì thủng lưới. Cành cây này giá 1.000 yên đấy. Cành cây to thế này mà gãy rủi trúng mặt mình. Hích. Cậu thấy gió chứ. Hãi hùng quá. Tên tóc đỏ có kỹ thuật tốt. Tên lùn thì nhanh nhạy. Khó giữ nổi tỷ số này.
lần sau là phải thành công đấy. Cứ yên tâm. Chuyện gì thế này? Đội Meho vốn thiên phòng thủ cơ mà. Yamazaki, Ikezo, Ishii, các cậu làm gì đi chứ? Hết tập 2. Mời các bạn đón xem tập 3.